Chiều nay, mùng 4 tháng 8 năm 2015, câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai đã có buổi tập làm quen sân Cẩm Phả trước trận đấu ở vòng 19 V-League năm 2015. Đây cũng là buổi tập trên sân cỏ duy nhất trước vòng đấu 19 này của câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Trước đó, do tình hình mưa lũ rất lớn nên câu lạc bộ không thể tập được trên mặt sân cỏ. Mặc dù sáng nay tại Cẩm Phả trời vẫn mưa, nhưng đến đầu giờ chiều thì mưa tạnh hẳn và trời hừng nắng. Với hệ thống thoát nước tốt, mặt cỏ không ảnh hưởng gì đến điều kiện tập luyện. Nếu thời tiết này được giữ nguyên thì sẽ rất lý tưởng cho một trận đấu bóng đá đỉnh cao. Huấn luyện viên phó Than Quảng Ninh, ông Hoàng Thọ chia sẻ về tình hình lực lượng của Than Quảng Ninh trước trận đấu vào chiều mai. Trước trận đấu với 19 ở Gia Lai thì tôi câu lạc bộ đã không có những thực chất một số kỳ tô ở ba cặp bật đốt ba cặp trận đấu trong cái thời gian tập luyện thì cũng có một số những bị ốm đau. Ông cũng cho biết thêm về những khó khăn do điều kiện thời tiết đối với câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh trong 2 tuần mưa lũ vừa qua. Như các bạn biết thì cái tình hình đặc biệt tôi rất là khó khăn vì hai mặt sân cả sân Cẩm Phả sân trung tâm tôi đều ngập nước không tập luyện được. Chúng tôi duy trì được một ngày và được một nửa buổi tập. Chúng tôi thường xuyên tập một nửa buổi thi đấu Cẩm Phả rất là vất vả vì không có sân nhưng các em vẫn cố gắng. Chúng tôi chỉ để duy trì cái nền tảng cho các em để trận đấu. Và ông cũng cho biết về mục tiêu của trận đấu ngày mai của câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Đương nhiên thì các em tất cả trận đấu nào đều sân nhà chúng tôi để sân khách luôn luôn đặt mục tiêu là giành trọn 3 điểm tất cả các đối thủ này. Vì chúng tôi hy vọng các em sẽ làm tốt trong trận đấu chiều nay. Theo quan sát của nhóm đưa tin Than Quảng Ninh FCTV thì số lượng người đến mua vé trận đấu chiều ngày 5 tháng 8 vẫn rất ít, nhưng nếu thời tiết tốt vẫn được duy trì khả năng số lượng khán giả đến mua vé theo dõi trận đấu trong ngày mai sẽ đông hơn. Tình hình tổng hợp và các thông tin bên lề của trận đấu, Than Quảng Ninh FCTV sẽ liên tục cập nhật trong thời gian tới.